Mình đã làm một cuộc khảo sát nhỏ để có thể đánh giá được lý do vì sao mà các bạn lại lựa chọn vòng đeo tay của Xiaomi với phiên bản Band 8R và phiên bản Mi Band 8. Lý do chung thì mình thấy đại đa số các bạn trả lời đó chính là tuy là một cái thiết kế vòng tay nhưng nó đo được cái chỉ số SpO2 trong máu. Và sẵn tiện hôm nay mình có luôn cả một cái thiết bị cũng đo được chỉ số SpO2 trong máu và cả chỉ số PPM. Mình sẽ cùng test thử là cùng đo với thiết bị này và cả hai cái phiên bản vòng đeo tay của Xiaomi để xem thử là mức độ trên nhau có nhiều không nhé. Đây là Mi Band 8, hiện tại thì mình đang sử dụng nó để thử đo thử là nhịp tim cũng như là các chỉ số bão hòa oxy ở trong máu của mình nó đang ở mức nào. Cái này hồi nãy đo nhịp tim của ai tới 103 ppm. Ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cho mọi người, ở trên đó là SpO2, còn ở dưới là PPI. Nhịp tim của mình đang là 79 và chỉ số PPI đang là 96. Nói về chỉ số SpO2 thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn, nó sẽ có một cái thang như thế này. Ví dụ như từ lớn hơn và bằng 97% thì là mức độ bình thường, ở cái tình trạng bão hòa oxy trong máu ở mức ổn. Còn chỉ số SpO2 này mà nó dưới 92 cho đến 97% thì cơ thể của mình nó đang hơi không được khỏe nè, hơi bị yếu. Và nếu như mà dưới 92 nữa thì đây là một hiện tượng thiếu oxy nha, chúng ta nên quan tâm. Mình thấy là với thiết kế này thì nó khá là nhỏ gọn nên là mình có thể trang bị trong tủ thuốc gia đình để có thể giúp đo được cái lượng huyết áp nè, nhịp tim và chỉ số trong máu. Đây, hiện tại thì nó đang giao diện với nó nè, các bạn thấy là hai thông số của nó rất là xem nhau, một cái 78, một cái 79. Đây, BPM bên này đang là thông báo 79, bên này đang là 80. Đó. Các bạn sẽ thấy là nó cũng có một cái sự trên nhau không quá nhiều, sai số không quá nhiều, 80-80 đồng cùng lúc với nhau luôn. Rồi, mình sẽ đo thử cái lượng oxy. À, đây. Đó, rồi. Chỉ số trên này đo được là 97%. Và mình sẽ cùng chờ để xem thử là cái test của cái Mi 8 này nó đo được bao nhiêu. Của mình đang là 95%, sai số cũng có vẻ không nhiều, hai đơn vị, một cái 97, một cái 95. Rồi, giờ thì mình đang đeo cái này, mình sẽ thử đo nhịp tim. Hiện tại nhịp tim của mình đang là 90, nó đang đo nè mọi người, nhịp tim 85. Này đo có vẻ nhanh hơn. Nhịp tim này vẫn chưa đo được. À, nó đo lại nè. Thay đổi cùng lúc với nhau luôn, 79-80. Mình cảm thấy là khi mình nói thì cái nhịp tim mình đập mạnh hơn nè mọi người. Còn khi mình im lặng là nhịp tim của mình ít nè. Rồi, còn về cái chỉ số SpO2 thì mình sẽ cùng thử đo luôn nha. Cái này đang là thông báo 97% và mình sẽ giữ đến khi mà cái này nó có chỉ số đo. Rồi, sau khi mà mình đo xong thì cái này đang là thông báo chỉ số SpO2 là 96%, còn chỉ số ở bên này đang là 97 thì mình thấy là sai số cũng không quá nhiều. Và hiện tại như cái thứ này nó vẫn chưa đã là số hoàn tất. Mình đã dao động khoảng chừng là từ 97 đến 98, sai số khoảng chừng 2 đơn vị. Với mình sau khi mình đã làm test xong thì mình thấy là con Band 8 Pro có vẻ đo chính xác hơn và nhanh hơn. Và quả thật thì giá thành của nó cũng cao hơn so với con Mi Band 8. Giá bán của con Mi Band 8 thì chỉ có 900, còn giá bán của con này tới 1.500.000 đồng. Và hiện tại thì tụi mình cũng có trưng bày và bán luôn cả một cái thiết bị đo chỉ số SpO2 trong máu và luôn cả nhịp tim đang có được các cửa hàng. Đang có bày bán tại các cửa hàng của Chintan Mobile. Tất cả những sản phẩm này thì tụi mình có đính kèm đường link ở bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp. Còn về chi tiết hai bài này thì mình đã lên clip rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.